Chào các bạn, hôm nay có một chương trình tầng 5 đường về thì cũng có một ít mặt hàng đây. Có 10 hình luôn này. 10 hình nha các bạn nhá. 10 hình thì có đồng giá là 250 hết nhá. Đây là hải hồng các bác ơi. Đây này. Hình số 1 là 250 hải hồng nhá. Đấy. Đây, số 1 là 250 nhá. Hải hồng nhá các bác nhá. Và bên này là hình quế thắm 8 nha các bác nhá. Và một rể kiến sĩ ngọc hình số 2 có giá là 120k các bác ạ. Rồi, đẹp lắm nhá. Các bác thấy cái quế này cũng khá là đẹp đấy. Cũng hơi dày đấy các bác. Và hình số 3 của ngày hôm nay cũng là hải hồng nhá các bác nhá. Cái mặt hoa này do lúc mang về nó bị hư rồi đây đây. Bị hư rồi. Các bác trồng rồi thì nó sẽ mọc lại. Nó sẽ trồng nó sẽ mọc lại rồi hoa nha các bác nhá. Hình số 3 cũng có hải hồng các bác nhá. Và bên này là hình số 4 là kiến hồng các bác ơi. Mặt hoa của kiến hồng đây này. Đấy, hình số 4 có giá là 250 này. Đây là mặt hoa kiến hồng nhá, do lúc mà mang về nó bị cái mất cái mặt hoa này, cái con gì con sau nó ăn ấy. Đây là kiến hồng nhá. Bên này hình số 5 giá là 250 nhá. Ui. Đấy, cũng có một rể hải kinh nữa. Đấy, và một 4 rể kiến hồng to nhá. Giá là 250. Bên này là hình số 6 các bác ơi. Hình số 6 có giá là 250 đây này. Một rể kiến hồng rất là to luôn. Và bên này là hình số 7 cũng là kiến hồng luôn. Đấy, kiến hồng với hải kinh nhá. Hải kinh đã có bông đây này. Đấy, đẹp lắm nhá. Hình số 7 nhá. Và hình số 8. Hình số 8 cũng có giá là 250 luôn. Đây này. Có giá là 250 luôn. Kiến hồng rất là đẹp luôn. Có một rề hải kinh theo nữa. Và hình số 9 nhá. Hình số 9 là một rề kiến hồng rất là to, có giá là 250 đây. Một rể kiến hồng rất là to luôn, có giá là 250 nhá. Mặt hoa của nó rất là đẹp. Và hình cuối cùng của ngày hôm nay đó là hình kiến hồng đấy nhá. Đây, mặt hoa của nó đẹp các bác ơi. Đấy, hình số 10 nhá. Hình số 10 có giá là 250 các bác ạ. Đấy. Mặt hoa đấy đẹp lắm nhá. Và hôm nay thì hết thế này thôi.